Tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, công ty Thủy Điện Bản Vẽ phối hợp với huyện Thanh Chương và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình Trung thu về bản lan tỏa yêu thương cho trẻ em nghèo ở hai xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn. Trong chương trình, các em được nhận nhiều phần quà ý nghĩa như đèn lồng, đèn ông sao, bánh kẹo và được thưởng thức bữa cỗ Trung thu. Tổng cộng có 82 suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh nghèo của hai xã này.